Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh đẹp và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ hair shop lông mày tại DK. Và trước khi trò chuyện cùng chị khách của chúng ta thì mọi người hãy dành ra một vài phút nhé để chúng ta có thể quan sát cái tình trạng mà trước khi của chị ấy. Như mọi người có thể thấy thì cái tình trạng lông mày cũ của chị này, phần lông mày thì khá là thưa, ngoài ra thì phần hai đầu lông mày bị hụt nhiều và phần đuôi cũng hụt này, và dáng mày thì chưa được cân đối, và ngoài ra thì có rất nhiều phần lởm chởm mọc ra ngoài, nhìn dáng mày rất là ngang thưa thớt và còn bị lệch nữa. Vâng, và bây giờ mọi người hãy cùng quan sát cặp lông mày mới của chị nhé. Dạ em chào chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Chào mọi người, mình tên là Phượng. Hôm nay là lần đầu tiên mình được bạn giới thiệu đến đây làm ấy. Mình cũng nhìn qua lông mày của mình thấy khá là ưng ý. Và mình đã được chiêm ngưỡng cái cặp lông mày mới của mình rồi đúng không chị? Đúng rồi bạn ạ. Vâng, theo như trò chuyện với chị lúc trước khi làm ấy thì em thấy chị khá là nhát và sợ đau. Vậy thì có trong quá trình mà làm lông mày thì chị thấy thế nào? Có khác với những cái gì mà mình suy nghĩ không? Có khá nhiều, mình thấy các bạn làm nhẹ nhàng lắm. Và tư vấn cũng rất là nhiệt tình, chúng mình thấy rất là ưng. Vậy sau khi mà làm xong cái cặp lông mày này thì chị bây giờ cái cảm xúc của chị như thế nào ạ? Thấy kiểu nét nó rõ hơn này, nhìn cũng trông xinh xắn hơn và đẹp á. Vâng ạ, em xin mời máy quay sát vào để mọi người có thể nhìn rõ được cái cặp lông mày của chị Phượng nhá. Vâng, thay vì một cái cặp lông mày thưa thì master của chúng tôi đã khắc phục được toàn bộ những cái khuyết điểm của cặp lông mày của chị rồi. Phần đầu này và phần đuôi này đã được thêm sợi, và với cái cách xếp sợi siêu tự nhiên như thế này sẽ thích hợp với tất cả các loại da, và đặc biệt da của chị Phượng rất là mỏng. Đó, cho nên là nếu như mà làm những công nghệ cũ thì có thể là nó sẽ bay màu rất là nhanh. Đó. Và như mọi người có thể thấy nhá, cách xếp sợi rất là thông minh và lâu rất này, nhìn rất là tự nhiên. Và thay vì cặp lông mày thưa thì bây giờ chị Phượng đã có một cái cặp lông mày rất là đẹp rồi. Nhìn chị đã trẻ trung hơn rất là nhiều. Và sau ngày hôm nay thì sau khi trải nghiệm xong dịch vụ thì chị có gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Mình thấy các bạn nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, tư vấn thì rất là chuyên nghiệp. Nói chung mình rất là ưng, cũng cảm mình sẽ giới thiệu cho bạn bè mình thêm nữa. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Phượng rất nhiều. Và em chúc chị một năm mới sẽ tràn đầy niềm vui. Chúc chị luôn luôn tự tin và xinh đẹp như thế này nhá. Cảm ơn bạn. Dạ vâng, và ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng mà DK áp dụng chương trình giảm 40% tất cả các dịch vụ full sum rồi. Nên là các chị em hãy nhanh tay đặt lịch ngay ngày hôm nay. Và nếu như mà các chị em chưa có thời gian để qua sử dụng dịch vụ thì mình có thể là đặt cọc bằng cách cả đặt cọc online qua fanpage của DK nhé mọi người nhé, để sau này nếu có thời gian thì mình qua làm cũng được, mình vẫn được hưởng ưu đãi giảm 40% ạ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình ngày hôm nay, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người những livestream tiếp theo ạ.